Lễ hội Bà Thu Buồn là một sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, được người dân tổ dân phố Trung An, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn tổ chức mỗi năm một lần, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lễ hội Bà Thu Buồn năm 2024 sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Đến với lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như giải đua thuyền diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 10 tháng 2 âm lịch tại bến đò tổ dân phố Trung An, thị trấn Trung Phước. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 11 tháng 2 âm lịch, sẽ diễn ra giải chạy điền kinh, giải cờ tướng, đại hội thể dục thể thao thị trấn Trung Phước và các trò chơi dân gian. Từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 12 tháng 2 âm lịch, sẽ tổ chức lễ dân phẩm vật, lễ chánh tế và hoàng sắc. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động hô hát bài chòi diễn ra xuyên suốt lễ hội.